Thẩm Giao, Tiểu Tam khiến Vu Hiểu Quang cắm sừng Chu Gia Huyên. Suốt tuần qua, vụ việc Vu Hiểu Quang ngoại tình, phản bội, bom xét xứ hàng Chu Gia Huyên đã trở thành chủ đề nóng khiến netizen bàn tán xôn xao. Được biết đến với hình ảnh nghiện vợ, thế nhưng Vu Hiểu Quang lại thân mật với một cô gái khác để người này ngồi lên đùi mình trong xe ô tô. Dù cặp đôi đều giải thích đó là người quen của gia đình, thế nhưng netizen vẫn không thấy đáng tin. Đến nay, danh tính cô gái này đã bị hé lộ. Kênh YouTube của cựu phóng viên giải trí Lee Jin-ho đã khẳng định Tiểu Tam là Thẩm Giao, nữ diễn viên 29 tuổi từng hợp tác với Vu Hiểu Quang trong một bộ phim vào năm 2019. Thông tin này ngay lập tức đã khiến truyền thông chấn động, hiện tại đang đứng ở vị trí số 1 cổng thông tin Naver. Cả netizen xứ Trung cũng cho rằng vóc dáng và gương mặt của cô gái trong video rất giống với Thẩm Giao. Nữ diễn viên này sinh năm 1992, kém Vu Hiểu Quang đến 12 tuổi, có ngoại hình xinh đẹp và gợi cảm. Trước nghi vấn là Tiểu Tam, nữ diễn viên này đã phủ nhận gay gắt trên trang cá nhân rằng tôi không phải người đó. Thế nhưng dân tình vẫn bán tín bán nghi và tiếp tục bàn tán về vụ ngoại tình này. Vu Hiểu Quang và nữ diễn viên Hàn Quốc Chu Gia Huyên, 42 tuổi, gặp nhau lần đầu vào năm 2012 khi đóng phim truyền hình Trung Quốc The Happy Time of the Spicy and Hot Girlfriend. Họ kết hôn vào năm 2017 và có với nhau một cậu con trai 3 tuổi. Vu Hiểu Quang và Gia Huyên được cho là đã không gặp nhau trong nhiều tháng vì hạn chế đi lại do đại dịch Covid-19. Con trai của họ được cho là đang ở Hàn Quốc với mẹ. Mối quan hệ của cặp đôi được cho là đã rạn nứt nghiêm trọng sau khi clip Vu Hiểu Quang để một cô gái trẻ tuổi ngồi lên đùi âu yếm. Theo báo cáo, đây không phải là lần đầu tiên diễn viên 40 tuổi người Trung Quốc bị phát hiện có hành vi thân mật với phụ nữ không phải vợ mình. Kể từ sau khi video ghi lại mối quan hệ không chính đáng được lan truyền, Vu Hiểu Quang đã bị tấn công trực tuyến bởi nhiều cư dân mạng. Đáp lại những tin đồn, nam diễn viên khẳng định người phụ nữ trong xe là người bạn thời tiểu học mà anh rất thân. Tuy nhiên, lời bào chữa của Vu Hiểu Quang không được chấp nhận, ngôi sao người Trung Quốc đang đối mặt với làn sóng tẩy chay từ khán giả. Sau sự việc, Chu Gia Huyên đã có những chia sẻ rất thẳng thắn trên tài khoản Instagram của cô. Trong chia sẻ của mình, Chu viết, mặc dù cá nhân tôi biết những người xuất hiện trong video, nhưng hành vi của chồng tôi là không phù hợp. Dù là sai lầm, anh ấy cũng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình và kết quả của chúng tôi. Tôi trách móc về sự bất cẩn của anh ấy và anh ấy cũng nhận thức rõ về hành động của mình. Tôi cũng muốn cảm ơn những người đã đồng cảm với tôi. Tôi rất cảm động trước sự ủng hộ của các bạn. Tôi cầu xin sự tử tế và thấu hiểu vì lợi ích của chồng tôi và chúng tôi hứa sẽ cho các bạn thấy một khía cạnh trưởng thành hơn với tư cách là một cặp vợ chồng. Sự giải quyết bình tĩnh của Chu Gia Huyên đã nhận được sự hưởng ứng lớn từ khán giả và cư dân mạng. Tuy nhiên, bất chấp lời yêu cầu về sự thấu hiểu của nữ diễn viên, cộng đồng mạng Trung Quốc hiện bày tỏ sự phẫn nộ với hành vi của Vu Hiểu Quang và gọi nam diễn viên là người đàn ông đáng ghê sợ. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng Chu Gia Huyên đang cố giữ gia đình yên ấm nên cắn răng bỏ qua hành động ngoại tình của chồng. Chia sẻ với Sina, nguồn tin thân cận trong ngành giải trí cho biết, ngay khi scandal của nam diễn viên nổ ra gây ầm ĩ trong dư luận, các nhà sản xuất đã mở cuộc họp khẩn cấp để xem xét mức độ ảnh hưởng và rủi ro có thể xảy ra. Trong trường hợp các tác phẩm anh góp mặt không thể lên sóng theo kế hoạch, Vu Hiểu Quang sẽ phải bồi thường tổn thất cho đối tác. Lời xin lỗi và giải thích cho nghi vấn không chung thủy với vợ rằng cô gái lạ ngồi trên đùi là người thân quen với gia đình của anh bị khán giả cho rằng thiếu thuyết phục, lấp liếm cho qua chuyện. Trên mạng xã hội, công chúng đánh giá đoạn video được phóng viên quay lại đã tố cáo hành động ngoại tình của Vu Hiểu Quang. Dù là người quen, hành vi xuồng xả của Vu Hiểu Quang cũng khó chấp nhận nếu nói cả hai không có quan hệ tình ái. Trên mạng xã hội, hàng ngàn lời bình luận chỉ trích ném đá đổ dồn về phía anh, đồng thời thương cảm cho Chu Gia Huyên bị phản bội đau đớn.